tầng thông báo dịch thật đang lan rộng, trừ khi được giao thú chỉ thì dẫn tất cả nhân công dân không được phép đi ra ngoài. Nam nữ khỏe mạnh sẽ thường xuyên được kiểm tra bởi giáo hội, dâng hiến cơ thể để vào đức tin cho Chúa Trời. Ok, ngái này là biết nghe là bùa đấy. Nhìn xuống phía dưới à, cái đỉnh thấy không? À đây, cái đỉnh quân thề, cái cúc bộ nhìn không khác gì các bạn, cứ không vào nhà thờ, không vào nhà thờ. Ok, bạn bạn trong office các bạn nhắc tới là thứ hai rồi đấy. Ok, lần thứ ba. Ok, mình hay ông bạn trong office mình không vào nhà thờ nhá. Cái gì quan trọng là nhắc đến là tính là ba lần là không vào đấy. Còn sân chuyên là tranh đài á. Ở dưới là ok, đấm đấm thử cho biết. Dạ. Ê, con này nó làm mình nhớ con boss ở Dark Souls 3 nhá. Các con người con xương khổng lồ ở Dark Souls 3 á. Ok. Gì con mẹ khó chịu. Rút mana của mình trước. Ui đang chứ. Ô, mình chạy trước này à, ra clip trước hoặc thuộc cái này phay hai à, tú thua đi là phay hai đúng không? Mình đã ngã xuống. Wow, đau thế. Biết hát clip nái đâu, holy shit rô nái đạp nái đâu mà dùng darkness nè. I just myself, I just you live. Yeah, bộ xương biết hát đã bị giết. Cổ tích bộ xương biết hát đã được tìm thấy. Thái pháp keto một vị khách ư, đừng lo, ta là một người xương tốt, người xương còn tốt nữa. Ta không nghĩ đến việc ăn thịt mà mày có gan đéo đâu mày ăn à, thì cứ thông thả nhé. Nhưng có vẻ như cô ta bị tiêu bởi cửa rồng, ngươi có biết không? Dù sao thì với cao tốt và một xúc tu Kraken là ta có thể tìm ra được cách hồi sinh đó. 6.000 sau bữa nay được bao nhiêu? Mình thề là mình nhầm nhá, mình chọn nhầm, mình thề là mình chọn nhầm nhá. Không, không như các bạn nghĩ đâu, nó không như các bạn nghĩ. Thuộc Fairy Dance xấu chọn thắng nó. Không cháy được. Mình khá là tin tưởng con boss này rồi. Bố ui đau chưa, bố điểm tiếp mạnh đéo chết đi mạnh chết. Một cô nằm, hai cô nằm, có kèo như con mèo đấy. Cuối lần cuối ta tới đây đã từ đất lao, khu rừng đã thay đổi theo chiều hướng xảo, nó tràn đầy quái vật và trên hết ác hậu cũng ở đây. Chúng đang tìm kiếm điều gì đấy ở nơi nào trong quá khứ. Sepat Tapat thường được tổ chức ở đây. Sabat, ồ, là cuộc gặp gỡ của phù thủy. Ta từng là một phù thủy vĩ đại và vì vậy ta cũng nhận lệnh phải đi cùng, phải đi sang phù thủy. Và là một phù thủy vĩ đại nhưng lại là đi sang phù thủy. Và đầu tiên là cái chiếc môn ở đây đâu, cảm ơn từ từ đó hai bói ồ bói ơi, cái lửa chạy nó trước mặt mình luôn á, cái lửa chạy trước mặt luôn mà. Tệ rồi, cô ta không có đủ linh hồn, cô ta sẽ bị biến đổi. Này, làm gì đây? Cho cô ta hấp thụ linh hồn. Ô, ta đã làm hết những gì có thể rồi. Mà cho linh hồn đi. Ngài, tôi thấy rồi, chắc chắn ngài là do Chúa bắt đấy. Mất ký ức. Ủa là mất ký ức vì con này cứu mình quá. Ủa, đánh luôn, trời ơi, bố mày sợ quá. Bố mày sợ mày quá. Bố đánh luôn. Đấy này, anh sơ sắc ở ngoại thời này có tăng xuống con này quá, không sao
đấy một đấy mà từ đây đấy nghĩ nha, bắn mega flare cú ấm chấm xanh đủ quá. Còn đây có cái này này ngại thế ai đi tối có phải bị bắt tỉnh đó nào ủa mà đánh được ngoài đúng không giám hộ OX đã xuất hiện tiểu thư Catherine thuộc về ta nàng ấy là của ta ta sẽ không thể để kẻ nào chia cắt chúng ta tại thế ok clip lại mà tao á không chí mạng luôn cùng chưa giám hộ Failure đã xuất hiện mà sẽ không đọc lại đoạn này. Đau đấy. À, tôi nhớ rồi, người dân và chiến binh bị biến đổi tấn công chúng tôi là rất nguy hiểm. Vâng, tôi sẽ bình tĩnh lại và ẩn náu ở một nơi nào đó an toàn. Là anh đây, hello. Thấy không, em có thể nhận ra anh, phải không? Ổn rồi, mọi thứ kết thúc rồi. Không ai có thể chia cắt chúng ta được nữa. Ngay cả khi em trở thành quái vật, em cũng vẫn là người bạn thân nhất của anh. Anh tin điều đó. Pachache, đừng rung mình quá. Chúng ta sẽ sống cùng nhau xa khỏi thế giới này. Và một bữa nữa. Khó. Kẻ ăn thịt xuất hiện. Tào đấy. Routine đây. Blessing of my magic. Request picture routine. Routine. Dùng nuclear. Một khi nó rộng. Mà nó là. Đù phá đạo ấy. Ra ngôi ấy. Ủ chí mạng ngon bớt giá thu chuẩn mà một hít cả năm mãi nghìn à đặt ring đây sơ Catherine là sơ à việc này rất nghiêm trọng linh hồn sơ Catherine đang biết mắt là chết mẹ rồi phải cho linh hồn rồi nếu ta không làm gì cô ấy sẽ bị biến hành quái vật cảm ơn hãy để cô ấy hấp thụ linh hồn của ngài ngài tôi sẽ hộ tống sơ Catherine trở về trở về khu rừng thánh làm ơn hãy ghé thăm sau khi cô ấy đã hồi phục và nhớ nhớ mọi người kêu là đi qua các thành đồng bằng này. Fuck. Gì đấy? Ủa mà đánh mình luôn. Ủa mà sợ mày chắc? Bây giờ sợ thiệt nhưng mà. Mày đúng nhôn ô biết nè tờ con này nãy tên là cây sơ gì đó ô tớ cũng đồng tớ cũng đồng mi bị mình đánh xong giờ như này wow lại quay lại anh gặp hello bạn nhá mẹ lâu ngày không gặp nhá mẹ nhìn thấy mình quen không bạn chắc quen lắm vậy đó thao ra một đồng đi con này mặt hàng đấy để thuộc cái thời đèn tiếp bước lại ôi lại quốc nhân hai được một thiết cả năm còn không đau nổ heo crash đào đấy nhớ tao không cái kiếp tao đang cầm cuốc lên từ xương mày đấy bố mà giết mày một lần thì không nên là bố mày không giết mày lần hai được không ạ trời mình đỡ đi xuống đây các bạn hả wow anh bốt mày ui mong cái đêm ơi với dục vọng xa tia xuất hiện giao hợp và không thể chịu được đàn ông ít nhất hắn hả chứ mà bị không biết rồi ui da à, không đánh em sợ em không đánh nữa what the fuck ê rồng rồng hay ở đây đẳng thứ ba đúng không rồng Kaiser heo Kaiser này hay là rồng hay ma heo Kaiser này mà đồng chí này sống lao ác chết luôn mà tào thế wow này chào chứ này chào nhá không đùa đâu bớt đau hơn chút nhưng mà
không nó không đáng kể lắm. Chắc luôn. Phải vô đường Ramsey gọi băng cụ. Xác chết của kẻ thù lâu năm Hellcase đã trở thành rác, nó không thể phục hồi được nữa. Đây, bớt chai Zerodek. Bên cạnh đó, liệu cô ta có phải đàn ông? Hả? Được quá chắc. Chắc chắn quá sẽ thao thứ cho bà trong trường hợp là bị bại lộ. Tử gì cơ? Có ngực mà. Này có ngực mà. Phù thủy ở trên giới đéo vậy. Tắt ăn vô phép rồi nó biến đổi đi. Sao dạng này dạng khác thôi, nó ăn chi vậy? Ồ, kẻ phiền nhiễu, người bạn ở đây. Đi mau trước khi ta đọc chai đọc chân. Ra làm gì? Chân bị sát như con quỷ nhỏ thấu rửa cho chục ăn. Trong cái thì trắng khốn khổ này, nhà thờ chi phối mọi thứ, rủ tà gió thậm chí là giết hại gia đình ta. Ta phải trả thù. Thằng chết nhỏ bé của ta chẳng ngặt tiệt trắng và quét sạch kẻ khốn nạn đó. Đừng nghĩ mọi việc sẽ suôn sẻ như vậy. Có khi ta phải tìm ra con quốc chuột rồi. Chỉ vì nó như một vợ, như một nhà vua. Ngươi muốn giết ta sao? Không muốn nói chuyện nghiêm túc à? Được đó, tại sao không? Ngươi sẽ trở thành thức ăn cho chuột. Chàng hổ tiêu, sứ Elysia xuất hiện. Ở nơi này đánh thường đau hơn quá. Ở đó con chim nó đánh thường 7k này. Cái chặt đi dễ thì mình mới để hình chiến đánh. Đồ. Hiền nhân ta hóa. Ngươi đến từ đâu? Đây là nơi mà công chúa của Rapunzel thống trị. Cậu là ai? Kho báu này là của tôi. Đồ khanh kiếm thì họ đã giết con quỷ vĩ đại nhất trên thế giới. Nó gọi là phong thần kiếm. Nếu cậu muốn nó, tôi sẽ bán nó với giá 50.000 linh hồn. 50.000 linh hồn và giết ông ta lấy nó đi. Tại sao? Elma xin... hello nha, mẹ xin chào chú nha. Để làm không gì cả, không sao nữa, nãy lỡ làm thôi. Giờ mới mua lại. Thực tế bán giá cao hơn. Mình chưa đi được. Mình còn lại là cái nóng sâu đã mặc nữa. Oh wow, chiếc bộ gần tay không này. Ngươi là tay khốn nào. Công chúa là bên giờ đang ở phía trước. Ngươi không xứng để gặp công chúa. Nhưng ngươi có thể thông báo với việc đóng 30.000. Mẹ. Vệ bên tắc kè xuất hiện. Ta sẽ không để ngươi lại gần công chúa. Tỉnh thác. Đó. Rapunzel, ngươi là ai? Rồi làm sao đấy được đây? Lũ tắc kè đang làm gì vậy? Tốt thôi, xong được. Ta đang có tâm trạng, ngươi được tha thứ. Hả? Phái thú mạnh nhất Behemoth sẽ chở sớm như hành thú nuôi của ta. Càng tị. Ta hiểu, rất vui vì ngươi đã hiểu ta. Tại sao Behemoth vẫn chưa tới đây? Hắn một mình. Mấy con lợn ngu đó, đã đến lúc biết chúng thành thức ăn gia súc. Gì? Người đang cầu xin chữ chú ý của ta à? Không biết ta là công chúa của y, ta các sự giá. Giờ không có hoa, hoa sa mạc thì đi mò phải luôn á. Ta. Ta có điều kiện ở Việt Nam sa mạc có một bông hoa gọi là bông hoa hồng ma, ngươi phải tìm nó cho ta. Chỉ có điều đó mới khiến ta ghi nhận ngươi là đàn ông xứng đáng để gặp thế giới của ta. Và đắm mẹ đi. Trước khi đắm thì xếp lại thử. Xếp lại. Ok. Muốn chống lại ta, biết lượng sức. Không biết lượng sức. Công túa tóc. Ta sẽ khiến cho người cảm thấy thú hận vì đã đối đầu với ta. Ok. Kìa đó.
hướng là cả sẵn sàng. Ôi dồi, ghê quá. Tao gác mày, tao gác mày, tao gác mày, tao gác mày. Ok. Bực ấy, bực. À bị chó à. À mình đang bị chó. Điệt, 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 điệt. Chó lao thế. Bye bye bạn chồng hỏi tiếp nhá. Hãy cho tao di chuyển đi, cho tao di chuyển. What the fuck? Hãy cho tao di chuyển đi, làm ơi. Cái điệp mẹ mày. What the fuck? Cái nào giải hiệu ứng tê liệt nhỉ? Oh, cái này giải tất cả hiệu ứng quý quá. Cái bộ không động rồi. Đêm này rất hài, cảm ơn ạ. À. À, cảm ơn, rất cảm ơn, rất cảm ơn. Cái này quá hài. Mình thả liếc, thả liếc đúng không? Thả liếc đúng không? Thả liếc mà đẹp. Thì cùng là ta thúc mà nè. Ố. Mẹ mày, đá mà thúc á. Ok, giờ chúng ta đã được chơi nhá. Chúng ta đã được chơi, cảm ơn rất nhiều. Đâu, giờ chúng ta được chơi game này.
Ba. Giờ đi một người dùng đam của chim để gắn. Giờ đam của chim để gắn, đam vật lý gắn chứ không đánh được kiểu... Không đánh như bình thường được. Không ngoài chim. Sắp hương xả linh hồn không đọc được skill. Không phải luôn ngủ về đến có đi. Không sát thương con này không nhận sát thương ở đam đam thường à. Cái điểm công mạng thế có cái vây à. Ờ thì vây đứng thẳng thì bớt rồi. Ờ thì vây và cao tơ thì vây và cao tơ. Dùng này qua. Chặn lúa, tự 50 thôi, 100 luôn. Ở đấy. Ôi mà dùng nhầm nước rồi. Từ mình có cái nào khó đi lúc đó. Phải phăng là người được chính đạo. Phụ tiên đưa về đợt giấc ngủ. Tăng tiếp tục cho đồng minh. Tăng tốc độ. Chả thì uống hò. Bước cho mặt nó. Chả không sát thương nhờ không dính luôn. Được nhờ. Ok, hại cháy, không dính, cảm ơn. Một 195 không đau lắm. Trong hấp thu. Ờ, có cầu tơ. Biết là muốn ma. Nó không có cái ná không chịu ấy. Mình không đánh được cái ná đấy. Ná tiếp tục. Tiếp tục là sao? Iron Blade. Ná nhưng mà hắn được đánh lại. Không nhập 102. Không ra Blade. Tắt hồ tầm chó. Hắn ná đòn đánh đấy. Qua na luôn rồi. Ủa mà nó bấm nhiều nhiều hầm, nhầm hầm, nhầm đứa không đấy. Hả?
bụng thì hết rồi. Bụng nhỉ? Có bọn ná được kìa. Cái đồ ngắn. What the fuck? Mà đá hai vợi. Tao đấy. Mình phí mấy bút đầu game quá. Thân nái tiếp. Buồn mình phí mấy cái đồ nhiều game quá. Tiếp kìa. Jeez. Người chết luôn quá. Ui, đánh liên tục luôn. Không được, không được.